Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên ở server test của Rampage Megagatom với hai đội hình như thế này. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng không lọt được vào trong server test rồi. Nó thật là bây giờ với cái hiệu ứng trong kiểu bão cát xong rồi kết hợp với cả à, kim cương thần thánh như thế này nó làm cho màn hình nó bị mờ đi rất là nhiều. Bên kia thì có sử dụng như là cái um, vương miện của con ở uh, con senior cho nên là tàng hình còn uh, bây giờ nếu bạn mà vẫn chơi với team tiến đất đá thì senior nó có thể sợ uh, sợi dây liên kết của nó dành cho team cũng rất là tốt để uh, tối tối ưu hóa được đó là cái uh, giảm sát thương Rồi rồi Rampage Mega Gatron nó tự động nó tấn công vào con Mega TNC này còn tấn công 6 triệu 3 Và nhìn cái dáng đứng của nó thì kiểu mà rất là hung hăng luôn vừa đứng vừa nhún nhảy này. Mega mục y thì cũng vừa bị nép một cách uh, dã man rồi. Bây giờ thì nó chỉ còn lại có ba cái hình bóng như thế này thôi này, chứ không phải sáu như ngày trước nữa. Sát thương nó cũng bị giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà nó, nói là nếp nhưng mà thực ra là bây giờ nó vẫn là một con chủ lực ở trong team rồi. thì những đòn tấn công của đất đá thì nó sẽ kèm theo cái sát thương thần thánh này à, từ cái hiệu ứng huy hiệu này cũng kèm theo là từ bão cát các kiểu này rampez megatron sau y unti kia thì nó bắt đầu trốn dưới cái hang hay là trốn dưới cái cái hố giống như là của mấy con chuột chuỗi nó trốn ấy thì hình như vừa rồi là có những cái sát thương đến từ con Rampage Mega Gachom đã chết mất con uh, Mega Mewtwo E bên kia rồi. Nói chung là vẫn chưa thấy được cái sự nổi bật của nó so với cả những S cộng kia. Kiểu dạy như là cái có cái gì đó nổi bật giống như ngày trước ấy. Uh, những con S cộng mới kiểu mà 4 sao thôi là nó đã cảm tưởng là khác biệt hơn rất là nhiều rồi. Xong rồi lên 8 sao nữa là quá tốt này. Còn bây giờ toàn hầu như S cộng phải là 11 sao. Uh, trận đấu này thì người, người Người chơi này quay có vẻ nét hơn so với trận trước Và độ vẫn là cái team Bây giờ là Bên kia S Mega chú Y Bên này thì theo kiểu hướng team tiết đá thuần đây Mấy bạn nào mà vẫn muốn định hướng team tiến đá Kèm thêm bây giờ Rampage Mega Gatron nữa Dòng Có Mega Rayquaza này Lên ZMU bây giờ mới có ấn nộ này Còn đâu là lên 6 ấn Thì nó bắt đầu được Bay lên bầu trời rồi Chứ không phải là Bảy như ngày trước nữa Còn để lên hàng trên như các bạn thấy Đó là con Rampage Gatom Theo kiểu mà rất là dễ chết luôn Hầu như các S-cộng bây giờ cũng không có kháng tử gì Cứ bây giờ đội hình nào Theo kiểu tốc độ cao xong rồi sát thương mạnh Là có như là trùm rồi Nó không có cái sự đột biến giống như ngày trước nữa Và Rampage Gatom Ulti xong cũng tử trận luôn này Thế nên những trận đấu bây giờ ở bản tính chung Nhiều S cộng vẫn chưa được chỉnh sửa lại Hoặc một cách hoàn chỉnh luôn Hiểu dạng như là bây giờ có nhiều con nó quá yếu So với cả hồi trước Thì lại cần phải điều chỉnh nó tăng cường lên này Nhưng bây giờ chủ yếu là Toàn chơi những con theo kiểu mà phòng ngự trâu Với cả sát thương cao rồi Raymond Gaudon là một ví dụ này Và thêm nữa là cái hiệu ứng bão cát Của Shiny Megatira nó làm cho màn hình Nó mờ với bẩn đi rất là nhiều thì với bạn nào mà vẫn muốn chơi tin tiến đất đá thì đây vẫn có thể sử dụng được kiểu kiểu mà không có S uh, Mega Mewtwoi nhưng mà vẫn phải nuôi mạnh thì mới ok được nói chung là cái núi đá của shiny Mega Tyranitar vẫn là một cái cực kỳ là khó chịu cho đến thời điểm như thế này vẫn còn đủ sáu con này 7 triệu 2 Nói chung là cái sát thương vẫn rất là ổn Nếu bạn mà có những con hỗ trợ hơn Dành cho Rampage Mega Gatron làm đam chính này Trận đấu kế tiếp Thì con này chắc là mình cũng sẽ lấy Và nâng nó lên 8 sao thôi Còn đâu là 11 sao vẫn chưa đủ trình độ để nâng nó rồi Mưa và bão cát đang đi cùng nhau này Làm cho cái màn hình của trận Của game bây giờ nó mờ mịt ảo mù hơn rất là nhiều Hy vọng là đợt sau có game cái, cái hiệu ứng nó là giảm bớt được cái uh, hình ảnh của thời tiết đi Thì nó nhìn trận đấu nó dễ hiểu hơn Một đòn tấn công 20 triệu này Mega Mochui mặc dù là vừa bị nép thêm Mỗi tuần nép một phát, mỗi tuần nép một phát Nhưng mà nó vẫn là một con chủ lực chính nhỉ Jigade, uh, Raymond Godon, các kiểu những con phòng thủ bây giờ vẫn rất là trâu và tiếp tục đó là Rampage Mega Gatron đã trốn dưới cái hố của nó rồi này Zmu của Diamond Gaudon nhìn rất là đẹp luôn, sát thương gây dạng cũng cao. bên kia thì Rampage Mega Garchomp chính thức tử trận rồi, bên này thì Sonia thì tử trận nốt này, còn lại mỗi Rampage này cũng gần chết rồi, cuối cùng chết. Nói Chung bây giờ là không có kháng tử gì đâu, cứ ăn một đòn tấn sát thương mạnh là coi như dễ chết luôn. Và cái khả năng phòng ngự của nó đó là trốn với cái uh, cái hố như vừa rồi, còn không thì nó sẽ là tỷ lệ né cao này. một đòn tấn công rất là mạnh của Shiny Mega Trita này tạo bão cát à, tạo thêm tường đá này chết mất Mega Mù Chú ý rồi nói chung là Mega Mù Chú ý lại bị giảm đi bây giờ chán hơn gọi là muốn cân bằng S bây giờ nó cũng bình thường rồi S cộng 11 sao cũng nhiều con rất là bá luôn và cái tiên tiến đá thuần đây nó vẫn có khả năng giành được chiến thắng nếu các bạn nuôi tốt này Jigade thì khi các bạn lên được 11 sao thì với điểm về sau vẫn trâu, vẫn sử dụng tốt được. Còn Zacian thì thời điểm này coi như bỏ đi rồi. Chờ đợi Zacian để có được cái ấy thôi. À, búp lại thôi chứ còn không thì Zacian bây giờ phải đi cùng thêm ra Magenta mới được tăng hơn 50% giảm thương. Và trận đấu này kết thúc này chúng ta sẽ cùng ngó về mega gatom những trận sau